sư đoàn 372 quân chủng phòng không không quân vừa tổ chức trao quà dưỡng ước phẩm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu và phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đợt này, sư đoàn 372 trao tặng 300 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như mì tôm, dầu ăn, nước mắm, trứng da cầm, rau quả, trong đó đặc biệt là các loại rau quả do cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn tăng gia sản xuất, thu hoạch, phân loại sản phẩm ngay trong ngày, sau đó đóng gói cùng với các nhu yếu phẩm khác theo định mức từng phần quà. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, đảm bảo các phần quà được đơn vị vận chuyển bàn giao cho chính quyền địa phương đúng tiến độ, không để xảy ra hư hỏng. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc sư đoàn 372 cũng đã tổ chức tặng quà, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đóng quân với tổng số tiền 200 triệu đồng cán bộ nhân dân phường Hòa Thuận Tây đã nhận được cái sự quan tâm chia sẻ của cán bộ và chiến sĩ của sư đoàn 372. Chúng tôi đã nhận được rất là nhiều phần quà cũng là nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi mà người dân đang thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định của thành phố. Đây là sự quan tâm rất là kịp thời và chúng ta chú đáo của các cán bộ và chiến sĩ sư đoàn 372. Hưởng ứng phong trào người chiến sĩ phòng không không quân lan tỏa yêu thương, thấm tình quân dân trong mùa Covid, trong những tháng ngày diễn ra dịch bệnh, bên cạnh việc tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực tăng gia sản xuất để hỗ trợ thêm cho các gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Sư đoàn Không quân 372 đã phát động phong trào quyên góp các sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị và hỗ trợ người dân trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây và quận Hải Châu phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng chung tay góp sức cùng với nhân dân nhân dân phòng chống dịch Covid-19. Đây là việc làm thể hiện tình cảm, trách nhiệm sẽ chia cộng đồng của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 372 thiết thực chung tay cùng nhân dân phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, từ đó củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn vững mạnh.